Tiếp tục là một câu chuyện rất là vui vẻ dành cho các bác. Một chiếc xe rất là đẹp đây. Vâng, và em này thì em Vũ Duy Ô Tô đang bán cái mức giá rất là hợp lý, chỉ rẻ hơn con Vios 2019 cùng đời 60 triệu đồng. Mà đây các bác đã có ngay được một chiếc xe kiểu dáng SUV gầm cao, 5 chỗ ngồi, dáng thể thao, đẹp lét căng từng cm như thế này. Đây là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Bayce. Và đây là một chiếc Bayce Q7 2019, đến bây giờ đã được 5 năm rồi. Xe chạy được 7 vạn, chủ và các thứ đầy đủ. Bác chủ là một người làm ăn kinh doanh, và bác ấy cũng giữ gìn xe tương đối là cẩn thận. Được cái là em này thì bên em cũng đã xỉ sút tỉ sát lại cho các bác rồi, nên là về các bác không phải làm gì. Dàn la răng đẹp đấy, phanh đĩa 4 bánh, dàn lốp của xe vẫn còn tầm khoảng 60%. Và xe thì vô cùng hiện đại, có rất nhiều chức năng. Vâng, đây là một chiếc xe mà ưu điểm của nó là hiện đại các bác ạ. Vâng, cam 360 độ, phanh tay điện tử, auto hold, rồi sưởi ghế, sấy ghế, rồi thổi gió cho ghế, rồi đèn pha bi projector, lại còn có sửa đèn pha tự động. Và xe này thì được cái là cam 360 độ xịn sò, ngon lành cành đào, với màn hình của chiếc xe là màn hình full công nghệ 4K. Đăng kiểm của em này thì đến tháng 6 năm 2025. Đấy, đèn toàn bộ cửa sổ trời full panorama, nội thất ghế da cao cấp. Và xe này thì được cái thân vỏ đây các bác nhìn này. Thân vỏ nó vẫn còn cứng đét lên đẹp luôn nhá. Và xe thì cam kết đảm bảo các bác về không phải nghĩ ngợi, máy số zin, thân vỏ cứng, và xe thì cam kết không có phạt nguội. Pháp lý hồ sơ đàng hoàng đầy đủ, không lỗi lầm. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán cái mức giá rất rất là hợp lý luôn. Vâng, chỉ có nha các bác nhá. Vâng, đây là một chiếc xe mà chỉ có giá là hơn 300 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Và đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Bayce. Và cái dòng này là một dòng xe nội địa của Trung Quốc, chạy rất là ổn định luôn. 5 chỗ ngồi, máy 1.5 turbo, và máy của nó là máy Mitsu liên doanh, nên là rất là bền bỉ, chạy rất là ổn định và sướng luôn. Thế là các bác nào mà cảm thấy mà yêu, muốn mua một chiếc xe với động cơ máy 1.5 của Mitsubishi bền bỉ, chạy sướng chắc chắn, thì mời các bác qua xem xe. Đây là một cái dòng xe hợp lý với cái tầm tiền đấy, rất nhiều người có thể tiếp cận được. Và chiếc xe này giá nó chỉ, nếu mà tính ngang là rẻ ngang bằng một chiếc Toyota Vios đời 2015 số tự động rồi các bác ạ. Rất là hợp lý luôn. Và đây là chiếc xe đời 2019 rất là cao, chạy được 5 năm rồi. Và xe thì còn cứng đẹp, mặt ca lăng của xe còn lét căng. Giấy tờ hồ sơ thì em này đảm bảo đầy đủ nhá. Em đã rút hồ sơ rồi, và các bác yên tâm là không phải làm gì. Đấy, đèn đi. Em này thì được cái là đèn của nó là sử dụng bi projector. Đấy, pha halogen. Và bầu đèn thì trong vắt luôn này. Đấy, cái này thì bầu đèn rất là trong, có rửa đèn pha tự động bên dưới. Và cản dưới của xe thì sạch sẽ, sơn xi ngon lành. Tuy nhiên là bên này thì em lại có cái quả đèn và nó đang bị hấp hơi nước. Thì cái này là em sẽ cho xử lý sau video này luôn. Thì cái này là bình thường, không vấn đề gì các bác nhá. Nói chung là có sao thì bán vậy. Đấy, đàng hoàng đầy đủ. Và thân vỏ của xe thì tương đối là cứng, khe mép tôn cabo là ok. Tôn vỏ dày, con này thì được cái là tôn vỏ rất là dày. Mạ chrome sáng bóng, đèn cam 360 độ ok cho các bác luôn. Và em này thì được cái là kính zin toàn bộ nhá. Toàn bộ dàn kính của chiếc xe này là zin 2019, đấy là zin. Và đăng kiểm của em này thì đến tháng 6 năm 2025. Nói chung đây là một cái mẫu xe hợp lý với tầm tiền, hợp lý với cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu, rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 lít xăng trên 100 km. Vâng, dòng này thì ăn rất là tiết kiệm xăng. Và xe thì còn ngon cứng, tôn vỏ căng. Mỗi cái là dàn lốp 7 vạn này của xe thì dàn lốp này là dàn lốp zin. Thế nên là đến bây giờ thì nó cũng hơi cũ theo thời gian rồi. Lốp này còn tầm khoảng 40% nhá, vẫn đi thoải mái, không ảnh hưởng gì. Cua lốp sạch sẽ, không có hề bị mục mọt tí nào. Đấy. Và đầu trước, đầu sau của cua lốp thì các bác nhìn vẫn còn đẹp. La răng của chiếc xe thì đang sử dụng là la răng 12 chấu, có chữ Trang Hy. Và em này thì đây, các bác nhìn là lốp của nó là 225-60, la răng 18 rất là to. Và phanh đĩa đầy đủ nhá. Đây là phanh đĩa này, các bác nhìn này, phanh đĩa này. Đấy. Còn em này thì được cái là gầm của nó cao thoáng, không hề lỗi lầm, không hề han mọt. Đây, gầm đây, các bác nhìn gầm nó đẹp như thế này mà. Đấy, gầm rất là thoáng luôn. Đấy, đi cái dòng súp gầm cao này thì nó rất là thoải mái, mình không lo cạ gầm, đi rất là thoáng luôn. Tôn dày. Đấy, dòng này thì được cái là tôn dày bậc cửa này, chắc chắn luôn. Đấy, cửa chắc chắn nhá, chỉ keo cánh thì đã được dán chống ồn hết rồi. Và cái này thì kiểm tra là chỉ đảm bảo cho các bác là nguyên bản. Đấy, xe là nguyên bản luôn cho các bác.
Toàn bộ thân cánh của xe là cứng và tappi nội thất này của xe là toàn bộ là tappi màu da kem nâu, màu nâu, đấy, màu nâu tappi này. Xe cánh cứng luôn nhá, và kính điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường, lên xuống nhẹ nhàng, có phim cách nhật. Cái này thì nói chung là đầy đủ đảm bảo cho bác rồi. Nội thất ghế da của xe này, đấy, đây là ghế da có túi khí an toàn. Và em này thì được cái là đảm bảo cho bác là ghế chỉnh điện cho người lái là hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, ghế chỉnh điện này. Và ghế chỉnh điện cho xe thì hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng. Đấy, chỉnh điện cho cả tựa lưng ngửa này. Đấy các bác ơi ạ. Vâng. Và bên này thì vô lăng của xe thì cũng đã theo 5 tháng rồi. 7 tháng rồi. Thế nhưng mà đây là các bạn 7 vạn rồi. Đấy, vô lăng 7 vạn, xe còn cứng. Đấy, có phím tích hợp ở trên đây nhá. Phím tích hợp này. Đấy. Và các bác có thể để ý các cái phím này của xe nó còn rõ ràng. Đấy. Vâng, vô lăng thì nó hơi chảy theo thời gian, cái này không vấn đề gì. Đây những cái này này. Thế và đây là đồng hồ công tơ mép 7 vạn. Dòng này thì thưa các bác là nó không thể tua được. Nên là cái đấy thì yên tâm là đảm bảo nhá. Có bảo dưỡng hãng định kỳ đầy đủ và bác chủ cũng là một người chăm xe cũng tương đối thôi chứ không phải là chăm xe cẩn thận. Nên là đây là kể cả những cái phím này nó còn rõ ràng đẹp như này, mới như này. Đấy, và em này thì được cái lại con cửa sổ trời. Đấy, rất là loãng mạn. Cái trần thì bác ấy đã bọc 3D cho nó sạch rồi. Đấy. Còn em này thì màn hình là cam 360 độ. Đấy, màn hình này có nhạc, có hiển thị cam 360 độ. Và các bác để ý em là cam 360 độ nó quanh nha. Đấy. Cam 360 độ nhá, kết hợp màn hình rất là xịn sò luôn. Và đây là một chiếc xe mà tương đối là cứng. Đấy. Toàn bộ nội thất bên trên mặt nhựa ở trên phía tablo rồi. Các bác nhìn nó còn căng như thế này không? Đấy, căng bóng đẹp luôn nhá. Em này thì được cái là điểm cộng là tất cả nội thất của xe vẫn còn sáng sạch. Đấy, và điều hòa thì điều chỉnh ngay cụm này. Đấy, điều chỉnh tự động này, các bác chỉ cần gạt lên thôi. Điều chỉnh tốc độ gió này. Đấy, đóng mở điều hòa, tăng nhiệt độ, rồi cảnh báo, rồi điều chỉnh hướng gió này. Cửa gió, lấy gió trong gió ngoài, sấy kính trước kính sau. Và bên phía dưới này thì có cái hiển thị là cam 360 đây, hỗ trợ dừng đỗ này. Đấy, sấy sưởi thổi, đây là sưởi ghế nhá, còn đây là thổi ghế, thổi gió cho ghế. Thì cái này là áp dụng cho cả hai bên ghế luôn. Đấy, rất là hiện đại. Và cụm phím điều khiển cho media ở đây rất là tiện lợi luôn. Đấy các bác nào mà đây các bác này, điều khiển luôn cả âm thanh, rồi điều khiển luôn rất nhiều các cái tích hợp trên đây. Đấy, nói chung là về công nghệ thì em này thì nó vừa rất hợp với công nghệ cái thời điểm năm 2019 khi mà chiếc xe này ra đời. Thì thưa với các bác là đây cũng là một chiếc xe mà tương đối là được tích hợp nhiều công nghệ mà nhiều chiếc xe cùng đời không có được. Nhưng mà so với thời điểm hiện tại thì chiếc xe này cũng vừa vừa thôi, không phải là hiện đại quá so với cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà so về giá tiền thì khẳng định với các bác là so với các chiếc xe cùng đời bây giờ cùng form cùng dáng ấy, thì đây là một chiếc xe mà với cái hiện đại này thì nó rẻ 1/3. Vâng, chỉ 1/3 so với những chiếc xe người ta đang sử dụng thôi. Đấy, rất rẻ luôn nhá. Con này bây giờ đang bán là 345 triệu đồng. Đấy, thì các bác đã có ngay được chiếc xe 7 chỗ, à 5 chỗ xin lỗi các bác, xe 5 chỗ kiểu dáng đẹp, súp gầm cao. Đấy, và đây là một chiếc xe nội địa của Trung Quốc, chạy rất sướng luôn, được nhập khẩu và lắp ráp bởi được nhập khẩu nguyên chiếc bởi Kilin GX8688. Và các bác có thể để ý cho em là toàn bộ la răng này. Đấy, la răng đẹp. Đấy, phay xịn sò, cua lốp đây. Đấy, nó không có bị mục mọt. Và cái dòng này thì nói chung là như chiếc xe này thì thực sự các bác là nó không phải là một chiếc xe cứng đẹp hẳn, nó không phải là chiếc xe zin tuyệt đối. Nhưng mà so với cái tầm thời điểm này thì đây cũng là một chiếc xe phù hợp với giá tiền. Đấy, em này thì em đang bán cái giá là 345 triệu đồng. Các bác đã có ngay được một chiếc xe súp gầm cao. Đấy, cảm biến đằng sau. Đấy, cảm biến đằng sau này. Đấy, và xe thì còn ngon cứng, đèn hậu đằng sau đây trong luôn. Đấy, đèn hậu trong. Chỗ này thì hơi hấp hơi tí nữa em sẽ cho xử lý. Còn cốp mở này, mở điện luôn nhá. Cái này thì đang thấy cái phần này này bấm không thấy đóng, thì cái này em sẽ cho kiểm tra và chỉnh sửa. Đấy, phần để đồ của bên trong xe thì cũng tương đối là rộng rãi mà xe thì cũng ok. Chất lượng thì cái dòng này thì quá yên tâm rồi. Đấy, kích lốp đồ nghề các thứ đầy đủ, chả thiếu cái gì. Đấy, và đây cũng là một cái dòng xe hợp lý với cái tầm tiền. Đấy, các bác bảo như thế này thôi, nhưng mà chiếc xe này nó giá nó chỉ có 345 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc xe này rồi.
Em này đã rút sẵn hồ sơ rồi, nên là giờ là về là chỉ có việc ra tên bấm biển thôi. Rất là đơn giản, không có một cái vướng mắc gì cả. Đấy, ra tên bấm biển cái tách cái là xong. Đăng kiểm thì còn dài, đấy, xe thì còn ok. Và các bác chạy cái dòng này thì rất là hợp lý luôn. Đấy, phanh đĩa đầy đủ 4 bánh an toàn. Và đây các bác nhìn cua lốp này. Đấy, cua lốp này. Đó. Không phải nghĩ ngợi gì nhá. Tôn vỏ này chắc dày luôn. Đấy, tôn vỏ rất dày. Dòng này là một cái dòng xe súp mà rất nhiều người thích. Cái thời điểm nó bán ra đấy ạ. Ở Việt Nam mình mua đến gần 1000 chiếc. Thế nhưng mà thời điểm này thì bây giờ là cũng là một cái thời điểm mà nó nhiều cái mẫu xe hơn. Thì là những người người ta có điều kiện là người ta sẽ lựa chọn. Còn mình thì đây là cơ hội để mà mua mẫu xe này với cái giá rẻ. Và trước cái lúc mua mới con này là hơn 700, gần 800. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các bác chỉ bỏ ra có số tiền là 345 triệu đồng cho một chiếc xe được khấu hao đến giờ là 5 năm và đời 29 đến bây giờ. Đấy, vẫn còn đẹp. Mặt táp lô ngon lành cạnh nào nhìn nó vẫn sang xịn mịn sướng cái này. Cửa gió điều hòa, 4 cửa phía đằng trước. Đấy, rất là thoải mái và mát, không hề bị nóng bức nhá. Cái đấy thì yên tâm. Giá nóc này. Đấy, giá nóc đây và cửa sổ trời đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Và con này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025. Có nghĩa rằng là đến tháng 6 năm 25 nghĩa là 1 năm nữa. Vâng, đăng kiểm mới tinh luôn. Đấy, thế là các bác đi là yên tâm, không phải nghĩ ngợi. Đấy, còn về xe thì động cơ máy ở chiếc xe thì rất là ok. Bây giờ em sẽ đè nổ con này lên. À, đè nổ ra, ấn nút đè nổ đây. Đấy, máy rất là êm. Và cái dòng này thì vòng tua nó rất là thấp, mức tiêu thụ nhiên liệu rất là ấn tượng. Đấy. Và chiếc xe này thì có cái gọi là đồng hồ hiển thị rất là xịn sò. Đấy, có nhiều thông tin cho các bác và xe thì rất là hiện đại nhá. Nên là các bác nào mà quan tâm có chế độ gọi là ga tự động này, rồi có căn lệch làn này, rồi có cảm biến cảnh báo tốc độ này, rồi có rất nhiều các cái chế độ hạn chế. Đấy, cho nên là các bác đi con này thì không phải nghĩ ngợi gì rồi. Động cơ máy số thì rất là êm mượt. Đấy, động cơ máy turbo 1.5 rất là êm luôn. Máy ngon, xe cứng và không hề lỗi lầm. Khoang máy thì cực kỳ sạch sẽ này, các bác nhìn này, ABS đầy đủ nhá. Đấy, nóng lạnh đầy đủ, không thiếu cái gì. Và xe thì cũng đã rửa dọn rồi, về là các bác không phải lo lắng. Đấy, ắp quy CMS luôn. Đầu răng đầu hai bên của xe là còn ngon cứng này. Đấy, chất sơn xe đầu đẹp rồi. Đấy, và em này thì bên em cam kết đảm bảo cho anh em rồi. Đây là anh em nào mà mua thì anh em cứ yên tâm, không phải nghĩ ngợi nhá. Đấy, cứng đét luôn. Và cabo à, keo chỉ cabo, ốc này tròn đều luôn. Đấy, không hề lỗi lầm. Và xe thì em bán giá rất là hợp lý, nên là bác nào mà yêu thì các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Và đến với em Vũ Duy Ô Tô ngay tại địa chỉ là Quan Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Bên em Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe hợp lý tầm tiền. Và em thì cứ những cái xe cứng mình mua về bán cho nó nhanh. Thế nên là giá cả nó sẽ hơi cứng một chút. Nó sẽ rẻ hơn thị trường nhưng sẽ không chênh lệch giá nhiều. Nên các bác nào mà cảm thấy thích thì các bác có thể là qua trực tiếp xem xe và có thể lựa chọn được cái mẫu xe tốt nhất cho mọi người. Vâng, và rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ hợp lý tại em Vũ Duy. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Đấy. À, với những cái mẫu xe như thế này thì chạy nói chung là ổn định và được cái là con này gầm cao. Đấy, chạy sướng. Đấy, kính lên xuống này rất là nhanh. Đấy. Đấy các bác nhỉ. Đấy, kính lên rất là nhanh. Và mình chỉ gọi là đi thôi, không phải làm gì nữa rồi. Ok, cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt.